Chào các bạn, sáng hôm nay là một buổi sáng rất là tuyệt vời, bầu trời rất là trong xanh. Và mới sáng thức dậy, mình nhận được một cái tin của bạn Quân đã gửi vào trên cái Facebook của mình. Và sau khi mình đọc cái tin này thì mình thấy rất là thú vị, mình thấy rất là hay. Và mình chia sẻ đến các bạn ngay bây giờ đi. Tại sao nó hay và nó thú vị? Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nhé. Và đây là cái máy laptop của mình. Bây giờ các bạn thấy máy laptop ạ. Đây là trên máy laptop của mình. Và các bạn thấy hình của 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bạn. Thì nó có cái gì đặc biệt, các bạn thấy ở dưới có chữ stop. Đây là những bạn trẻ khởi nghiệp. Và mình rất bất ngờ sáng nay mình nhận được cái tin nhắn và các bạn được cái trang báo này đưa lên cái về chủ đề sự khởi nghiệp. Và khi mình mở ra trên màn hình thì rất là bất ngờ, 6 bạn là những bạn học viên rất là thân thiết với mình, và đây là những gương mặt rất là sáng giá. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho bạn từng bạn một nhé, để các bạn thấy rằng là tại sao mình muốn giới thiệu các bạn đến cái này, đến những cái câu chuyện của các bạn trẻ này. Bởi vì như những cái gì mà mọi người hay nói rằng là khởi nghiệp phải cần có tiền nhiều, hay khởi nghiệp phải cần có nhiều kinh nghiệm, hay là khởi nghiệp cần phải có tài năng, phải học giỏi gì đó .. thì các bạn đọc những cái câu chuyện này các bạn sẽ thấy vô cùng ngạc nhiên. Và bây giờ đây là bạn Nguyễn Hoàng Minh Quân. Hiện tại thì bạn ra khởi nghiệp về cái mảng làm đẹp cho nữ. Cái đây là cái bước đầu của bạn, biết đâu sau này nó rất là lớn, nó rất là lớn mạnh. Bạn Nguyễn Hoàng Minh Quân, thì mình cũng rất là vui đồng hành cùng các bạn trong hành trình bắt đầu ra khởi nghiệp. Các bạn thấy không ạ, giờ cầm bút hay cầm cuốc, mày thích cầm cái gì hơn? Cái đây là cái câu mà giật tích rất là hay. Thì bạn là người gốc ở tỉnh Bình Phước và học cũng rất là giỏi giang như bao anh em khác, ra trường đi làm mức lương cao cho công ty nước ngoài nữa. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây là bạn chấp nhận ra khởi nghiệp. Thời điểm em nghỉ việc để ra khởi nghiệp, lương em 20 triệu, lúc đó người ta nói em ngu. Đúng rồi, bản thân mình hồi kia mình ra khởi nghiệp người ta cũng nói mình ngu. Cách đây hai mấy năm trước mình ra khởi nghiệp người ta cũng nói mình ngu. Địa điểm cộng với một chứng minh nhân dân là bằng một cái công ty. Các bạn hình dung chưa? Nghĩa là các bạn ra khởi nghiệp, các bạn biết cách đơn giản hóa mọi thứ. Ví dụ như Quân, các bạn thấy là mình không nói nhiều, nhưng mà Quân có những ngày các bạn phải đi ăn mì gói để ra khởi nghiệp, chứ không phải như chúng ta nghĩ đâu. Bạn không có nhiều tiền, và bạn biết đây là cái cô gái rất là tài năng, Đặng Thị Diễm Thúy, đến từ Gia Lai. Năm mới có 22-23 tuổi là đã ra khởi nghiệp rồi. Và bây giờ qua những năm tháng bạn rất là vững vàng, và mình tin rằng các bạn sẽ học tập được rất là nhiều. Mình có sẵn đoạn YouTube của bạn Quân vừa rồi, của bạn Diễm Thúy rồi. Các bạn sẽ lên trên YouTube cái kênh của Bitraining này các bạn xem. Và tiếp theo là các bạn thấy hình ảnh của một cái cô bé này, cô bé Tu Lan, đến từ Bến Tre. Và Tu Lam cùng với một bạn nữa cũng ở trong group luôn, mình sẽ đưa hình các bạn đó cho các bạn xem. Đây là bạn Thi Thơ, bạn Thơ. Bạn Thơ là quê Nghệ An, và hai bạn này lúc xưa làm cùng một cái công ty, rất là thân nhau. Hai bạn rất là thân thiết nhau, và hai bạn cùng tuổi với nhau luôn, chơi thân với nhau. Và bây giờ hai bạn cùng chung làm cái sản phẩm, đó là tinh dầu. Tinh dầu đang xây dựng thương hiệu riêng tên là Lavender. Và các bạn sẽ thấy một bạn nữa là bạn Tung. Bạn Tung bạn ra bạn làm lĩnh vực rượu, bạn đam mê rượu,
bạn có kiến thức về rượu. Tiếp theo nữa là các bạn thấy hình là của bạn Ngân, các bạn thấy không ạ? Những bạn đây là những bạn trẻ, rất là nhiều bạn trẻ nằm trong một cái group mà các bạn đang có với nhau, gọi là group group cam, các bạn được tên là group cam, ở trên báo này cũng đã giải thích rồi. Vậy thì đây là hình bạn Tùng, đây là Tú Lam, đây là bạn hình là bạn Kim Ngân. Kim Ngân cùng với ông xã, bạn bạn còn trẻ, sở hữu cái công ty Kentado, chuyên kinh doanh sản phẩm giảm cân và tăng cân. Vậy thì các bạn mà muốn liên hệ với bạn Tùng thì các bạn lên, các bạn search Facebook, mình sẽ cho các bạn xem Facebook của bạn Tùng. Bạn Tùng đây, các bạn sẽ thấy Facebook của bạn Tùng đây. Các bạn không? Đây, các bạn nên kết nối với bạn Tùng mà để các bạn muốn tìm hiểu về rượu. Bạn Tùng là một trong những chuyên gia về rượu. Các bạn cần tìm hiểu với bạn Tùng ở đây. Các bạn chưa? Cái này là Facebook của bạn Tùng, Phạm Sơn Tùng. Và tiếp theo là Facebook của bạn Tu Lam. Tu Lam, mình sẽ giúp các bạn có được những cái này, chứ thôi là các bạn đọc báo xong rồi không biết các bạn liên hệ với các bạn này như thế nào. Tu Lam, Facebook của bạn Tu Lam. Tu Lam là cô gái trẻ đến từ Bến Tre đây. Đây là Facebook của bạn Tu Lam. Là một cô gái trẻ rất là năng động. Các bạn ở trong một cái nhóm này, các bạn thấy trên Facebook này có hình là bạn Thi Thơ này, bạn Tu Lam này, Khô Nia là hai vợ chồng của bạn Khô Nia này, cũng rất là thân thiết, cũng là một thế hệ doanh nhân khởi nghiệp từ bi đi trước đây này, ra Khô Cá Lóc rồi các bạn. Khô Nia Khô Cá Lóc rồi đó. Đi trước các bạn vừa rồi một khóa. Và bây giờ các bạn kết nối với nhau, chúng ta là người doanh nhân mà chúng ta kết nối với nhau. Bạn Thơ, để các bạn kết nối Facebook để chúng ta liên hệ làm ăn đây này. Bạn Lê Trọng Thông chính là cái người sở hữu Khoni ở các bạn. Bạn Thơ, mình sẽ tức là Thi Thơ, bạn Thi Thơ. Đây bạn Nguyễn Thi Thơ, đó cùng sở hữu dầu thảo mộc lavender, đang trong từng bước khởi khởi nghiệp. Các bạn thấy vậy chứ vài năm nữa là các bạn phát triển và lớn mạnh bây giờ. Tại vì các bạn được trang bị cái kiến thức rất là đầy đủ cho một người làm chủ doanh nghiệp. Tiếp theo trên hình nữa là các bạn thấy không, vậy là vừa rồi bạn Tùng nè, Tú Lam nè, bạn Thi Thơ nè. Bây giờ mình sẽ cho các bạn cái Facebook của bạn Ngân, bạn Kim Ngân. Kim Ngân là bà xã của bạn Kim Kentaro. Bạn Ngân đó, sao Facebook mình sạch chưa thấy nó ra. Bạn Ngân bạn Ngân Nguyễn Kim Ngân mình đang sợ đây, sao mình chưa thấy Facebook của bạn Ngân nhỉ. Mình sẽ search cho các bạn thấy sau, để mình search Facebook của bạn Kim 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 Kentaro này, thì trong đó sẽ thấy chắc chắn là xong, trong đó sẽ thấy bạn Ngân. Bạn Ngân là bà xã của bạn Kim mà. Đây đây đây, Thiều Ngân, đúng rồi, Thiều Ngân đây. Facebook của bạn Thiều Ngân. Cái này là đội ngũ cam rút, cũng như đội ngũ của bạn ở trong cam rút đó. Đây là đội ngũ quân này, cái này có chương nữa. Đội ngũ các bạn trẻ rất là tài năng. Và tiếp theo nữa là Facebook của bạn Quân, Quân bạn Hoàng Minh Quân. Quân Quân của bạn Minh Quân. Minh Quân, các bạn gõ chữ Minh Quân thì mình muốn cho các bạn xem để các bạn search, các bạn kết nối được, chứ còn không các bạn đọc xong các bạn thấy các bạn không kết nối được. Đây nè, Minh Quân.
năng động tài năng đến từ Bình Phước đây, cái sản phẩm này Hiroshi à, cái đây là sản phẩm do chính bạn tạo ra luôn à, rất là tuyệt vời à. Và tiếp theo nữa là bạn Diễm Thúy. Diễm Thúy thì chuyên làm về thương hiệu à, vừa rồi Diễm Thúy là người đại diện xin cái giấy phép xuất bản cái giấy phép bản quyền sáng tác cho quyển sách Vượt Biển Lớn của mình à, đây là Facebook của bạn Diễm Thúy à, ra khởi nghiệp còn rất là trẻ, rất là tài năng à, các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Rồi vậy là vừa rồi mình giới thiệu cho các bạn Facebook của tất cả các bạn này à, và các bạn đọc cái bài báo vừa rồi à, chắc chắn các bạn sẽ học được rất là nhiều bài học à, mình tin rằng à, khi mà các bạn có được cái nguồn cảm hứng, các bạn biết được bài, các bạn trang bị tư kiến thức, tư duy tốt thì chắc chắn là các bạn ra khởi nghiệp tốt à, ra khởi nghiệp thì bước đầu tiên chúng ta cần những cái nền tảng các bạn không? Thứ nhất là nền tảng về tư duy, mình sẵn sàng cái nền tảng tư duy về làm chủ đã. Mình cũng hiểu lý do tại sao mình làm chủ cái why, tại sao mình phải ra mình làm chủ à, rồi sau đó chúng ta đã sẵn sàng rồi thì chúng ta cập nhật cho chúng ta những cái kiến thức về kinh doanh. Bạn ra lái xe thì bạn cũng cần cái kiến thức về lái xe, làm cái toán thì kiến thức về kế toán, thì ra làm chủ phải có kiến thức về làm chủ và kinh doanh. Sau đó bạn chuẩn bị sản phẩm, nền tảng sản phẩm cho nó vững chắc. Không biết cách thì chúng ta đi học. Rồi chuẩn bị kiến thức về kinh doanh, kiến thức về bán hàng, kiến thức về marketing, kiến thức về đàm phán, kiến thức về pháp lý. À, chuẩn bị về tinh thần năng lượng, chuẩn bị về cái kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý, làm việc quy trình, kỹ năng quản lý nhân viên, .. rất là nhiều điều à, và nói thì nhiều vậy chứ các bạn chỉ cần bỏ 2 năm ra, các bạn chuẩn bị vừa làm là các bạn vững vàng ngay à. Và đất nước Việt Nam của chúng ta là ở giai đoạn rất là tuyệt vời các bạn, nhà nước ủng hộ, mọi thứ ủng hộ, doanh nghiệp thì chưa nhiều, chúng ta ra trước chúng ta sẽ có rất là lợi thế. Bây giờ các bạn nghe những doanh nghiệp lớn à, ví dụ như là Hoàng Anh Gia Lai, Cà Phê Trung Nguyên, Hòa Phát, Phở 24, nhìn đi nhìn lại thì các doanh nghiệp đó họ mới mười mấy 20 năm thôi, thoáng một cái thôi. Các bạn hình thì dùng chưa? Nếu mà các bạn không khéo, các bạn lo hay thì các bạn đã chục năm bây giờ các bạn cũng sẽ không làm được cái gì. Hãy tập trung cho hành trình kinh doanh của mình. Cái gì không biết thì đi học hỏi. Bây giờ những kiến thức đó nó có hết rồi. Các bạn cần có cái câu hỏi gì thì các bạn comment bên dưới. À, và cái bài chia sẻ này mục tiêu để các bạn thấy rằng là một group các bạn trẻ cùng đi học với nhau, cùng làm với nhau, cùng có sự hướng dẫn, cùng có sự dẫn dắt thì cùng nhau thành công hết. Nó cũng chả có số má hên xui gì ở đây hết à, bạn thì ở Bến Tre à, bạn Ngân thì ở ngoài Bắc à, ở ngoài Huế, bạn là gốc Huế, bạn Trêu Quân là người Bình Phước, bạn Thúy là người Gia Lai, bạn Thơ là người Nghệ An, bạn Tuân thì ở ngoài Bắc, các bạn thấy mà những bạn trẻ khắp vùng miền khác nhau, tuy nhiên họ có cùng chung một cái đam mê à, cùng khát khao kinh doanh nên họ cùng nhau gặp nhau tại Be Training và mình cũng rất là may mắn trên hành trình mình đóng góp một chút xíu thôi. Thành công của các bạn là nỗ lực của các bạn, mình chỉ có thành phần là trong hành trình đó à, các bạn gặp được mình, chúng ta cùng nhau góp nhau trong cái hành trình đó à. Chứ còn mình không tài giỏi, mình có chia sẻ cho các bạn hết đi mà các bạn không nỗ lực, các bạn không làm thì nó cũng bó tay. 80% là các bạn, hơn 80% là ở các bạn, rồi 20% còn lại là cái sự đóng góp của những người xung quanh, trong đó có một chút cái phần của mình à. Tuy nhiên khi chúng ta biết cách là chúng ta cùng nhau thành công hết, dù chúng ta ở vùng miền nào, dù chúng ta đang có tiền hay là không có tiền, khi chúng ta biết cách chúng ta sẽ thành công à. Mình muốn gửi thông điệp và mình thấy sáng nay mình cũng có comment cho các bạn và mình nói rằng là đây là một hình ảnh và những cái kỷ niệm nó rất là đẹp ở cái thời khởi nghiệp, sau này cũng sẽ không bao giờ có nữa. Bởi vì sau này các bạn thành công rồi, các bạn không có những giây phút giờ này, những giây phút khổ cực, những cái giây phút khó khăn giai đoạn khởi nghiệp, đó là giây phút vàng và giây phút quý nhất trong cái cuộc đời này. Đừng có mong rằng đi tìm những cái mà nó không khổ cực, nó không có đâu. Đó là những cái giây phút mà nó quý nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã xem đoạn video này.